Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai xây dựng nhiều công trình giao thông trọng điểm với vốn hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng các công trình này đều chậm so với kế hoạch, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuyến đường nâng cấp mở rộng, tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài được đầu tư 2.300 tỷ đồng. Nhà thầu đã thực hiện đạt 60% khối lượng công việc trên toàn tuyến. Tuy nhiên, hiện tại mặt bằng thi công còn vướng gần 5 km, trong đó có 2 hộ có đất thổ cư tại xã Minh Châu đã ảnh hưởng đến cầu vượt ra quốc lộ 39. Theo đơn vị thi công, việc vướng mắc này dẫn đến chậm tiến độ so với kế hoạch, mặc dù lãnh đạo tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo trong các đợt kiểm tra trước đó. Trụ T4 có một nhà dân, cái đất gọi là lấn chiếm của cái hàng lang sông nhưng vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Trước 30 tháng 6 này mà không bàn giao được mặt bằng cái phạm vi cầu này cho nhà thầu, 31 tháng 12 năm nay thông xe kỹ thuật thì cái dự án đấy nó sẽ không thực hiện được. Cũng trong gói thầu này, tại điểm cầu vượt đường sắt Hà Nội Hải Phòng, dự án cầu dài gần 500 m khởi công tháng 2 năm 2022 với hợp đồng thi công trong thời gian 36 tháng. Đến nay, đơn vị đã thi công đạt 80% khối lượng công việc. Tuy nhiên, cầu vượt này phải dừng thi công vì đã vướng 3 hộ có đất thổ cư thuộc xã Đại Đồng và một số diện tích do huyện Văn Lâm chưa giải phóng đền bù. Rất mong Ủy ban tỉnh, các huyện, địa phương cũng có cái giải pháp giải phóng mặt bằng sớm nhất và bàn giao cho nhà thầu để nhà thầu triển khai thi công dự án nó về đúng cái tiến độ là cam kết. Ngoài 2 gói thầu làm cầu này cũng có hàng chục dự án khác chậm tiến độ cũng như việc chậm giải ngân vốn như đường DT385, DT380, DT376, DT377 và một số dự án đầu tư khác. Nguyên nhân do giá vật tư xây dựng vẫn ở mức cao, nhất là mặt hàng sắt, thép, xăng dầu, cát, đá sỏi. Đồng thời nguồn cung cấp còn hạn chế, đặc biệt là cát đen. Đến thời điểm này, gần 1,5 cây ở xa Lương Tài và bao gồm cả 2 nút giao Dốc Nghĩa, nút giao cuối tuyến ở phía Lương Tài giao với đường 387 và một số hệ thống đường điện. Bây giờ là những cái đoạn này chưa có một mét vuông đất nào cả. Cái khó khăn về cái giá cả vật tư vật liệu đang biến đổi liên tục. Và lý do thứ hai đó là cái nguồn vật tư vật liệu là rất là khan hiếm. Nhu cầu của nhà thầu thì rất lớn nhưng mà các nhà cung cấp chỉ đáp ứng được 20-30% cho nhà thầu mới thi công. Một số vị trí là nó liên quan đến đất thổ cư, thủ tục là nó bằng mất thời gian và nó ảnh hưởng đến cái việc là tuyến nó không được liền mạch. Về kế hoạch vốn giao năm 2023 cho Ban Quản lý Công trình Giao thông Xây dựng tỉnh là trên 900 tỷ đồng. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đến nay là gần 140 tỷ đồng. Đối với Sở Giao thông Vận tải, tổng kế hoạch vốn giao năm 2023 là hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện giải ngân hơn 64 tỷ đồng, đạt khoảng 6% kế hoạch. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư để sớm hoàn thành các dự án theo kế hoạch,